Chào các anh em đang xem miền Tây Solar ha. Nay là sáng ngày thứ năm, ngày 14 tháng 7 2022 nha anh em. Trên đầu video mình luôn luôn thông báo cái ngày ra cái video đó để anh em tiện theo dõi mua hàng ha. Đó là cái nhất. Cái thứ hai nữa là trên tiêu đề, trên cái tên của video mọi người, mình luôn luôn để cái số điện thoại của mình nha mọi người. Cho nên anh em muốn tìm số điện thoại của miền Tây Solar, anh em chỉ cần coi cái tiêu đề của video á, là có thể nhắn Zalo hoặc là điện trực tiếp hoặc là nhắn tin SMS ha, để mua hàng nha anh em. Tại vì có nhiều người người ta muốn mua mà người ta không có biết số điện thoại mình nằm đâu á mọi người. Cho nên là khi mà tìm được cái số điện thoại của mình á, rồi cái điện được cho mình á, là các chú các anh cảm thấy rất là vui. Và các anh mới nói một câu là trời ơi, kiếm đã đời mới có số điện thoại của em. Thì những đó là, thông thường là những chú lớn tuổi á, chú không có rành internet anh em. Chú nói trời ơi, kiếm đã đời mới ra số điện thoại của con, mừng chết. Giờ đặt mua mấy cái này mấy cái kia. Thì nói chung là tại vì chú không biết cái chỗ số điện thoại ở đâu thôi. Bây giờ mình nhắc lại là trên tiêu đề, nghĩa là trên cái tên của video á, luôn luôn ở cái cuối cùng của cái tiêu đề á, là sẽ có cái số điện thoại nha mọi người. Đó, cho nên là nhìn vào đó là có thể điện thoại cho mình trực tiếp hoặc nhắn Zalo hoặc là nhắn tin ha. Chứ tìm số điện thoại vất vả quá thì cũng mua hàng cũng khó khăn ha. Trên tiêu đề video luôn luôn có số điện thoại, và ở trên đầu mỗi video mình luôn luôn nói cái ngày ra video đó để mọi người biết được là cái hàng đó là mới hay cũ và nó còn hay không. Thí dụ như bữa nay 14 tháng 7 2022, anh em coi trúng video này thì chắc chắn cái hàng này sẽ còn, tại vì video này mới quay rồi mà làm sao hàng này hết được, đúng không? Đó, thì bây giờ trở lại với đèn nha. Trước mặt mọi người là cái UFO 1000W nè, UFO 1000W, giá của nó là 1.130.000, phí ship dao động từ 70.000 đến 100.000 luôn nha anh em. Đặc biệt là những cái chỗ ở xa đó thì cái trạm khai thác của nó nhiều, qua nhiều trạm khai thác thì phí ship sẽ đội lên. Đó, thì mình thấy nó dao động từ 70.000 đến 100.000, có khi 50-60 nữa, nhưng mà gần lắm mới 50-60 được. Ví dụ như ở trong tỉnh hoặc là Tiền Giang hay mấy tỉnh lân cận thì sẽ 50-60.000 thôi. Thì nhiều bạn nói phí ship có thể nào mà rẻ hơn không, thì phí ship rẻ hơn khó nha, tại vì cái đèn này bự nha. Cái thùng nó như thế này nè, đó, cái thùng của nó như thế này đó, rất là to, thấy anh em thấy không, nó to vậy nè. Cho nên là khi mà người ta đo độ lớn hoặc là đo cân nặng thì chúng ta đều rơi vào cái khung đó, và mình đã tìm mọi phương án để làm cho phí ship nó tốt nhất, nhưng mà khó lắm nha anh em, rất là khó. Bây giờ mình qua gửi mấy cái giao hàng tiết kiệm hay là Viettel Post gì thì cũng thế thôi. Ở bây giờ nó thống nhất với nhau anh em, trên cái hệ thống chuyển giao hàng nó thống nhất với nhau một cái phí rất là gần nhau, cho nên là mình gửi kiểu gì thì nó cũng xăm xăm như vậy thôi ha. Chỉ có một cách là chúng ta có thể chuyển khoản trước ha, thì nó sẽ rẻ phí ship một tí. Thì mình nhắc lại nha anh em, cái đèn này á, là cái tấm pin là 25W này, tấm pin ở dưới đây ha, 25W. Đường kính của đèn là 5 tấc rưỡi nha, từ đây qua đây là 5 tấc rưỡi. Nó có 988 con 5730, 988 con ha, và bộ pin lưu trữ là 25 Ah. Thì nhiều anh em nói giờ cái đèn này có cách nào để cho nó cháy 100% sáng đêm không? Thì anh em muốn 100% sáng đêm thì chúng ta độ bộ pin lưu trữ lớn lên. Nhưng mà khi độ pin lưu trữ lớn lên á, thì chúng ta phải thay cái tấm pin sạc lớn lên, nó mới phù hợp, nó mới sạc đầy được. Thì làm như vậy thì nó sẽ đổi giá của cái đèn lên rất là nhiều. Cho nên là chúng ta sử dụng cái đèn này với cái tư cách là đây nè anh em, nút radar ha, nút radar. Là có khi là không có ai ở đó thì nó sẽ 50%, còn có ở đó thì nó phực lên 100% radar ha. Hoặc là nút 3 giờ, 5 giờ, 8 giờ. Đó, on off auto nè, cộng trừ ánh sáng thì đủ. Nhưng mà tốt nhất anh em phải dùng radar. Chứ còn bấm auto nó cháy 100% thì mình nghĩ là nó sẽ không được nguyên đêm. Thì mình đã khảo sát cái đèn này rồi. Anh em bấm 100% tới khoảng 3 giờ sáng nó sẽ không tắt nha mọi người. Nó gần hết pin nó không tắt mà nó sụp xuống 50% và nó cháy tới sáng luôn. Nó sáng 50% tới sáng. Đó, đó là cái kết cấu của đèn, cái mạch điều khiển của nó điều khiển như vậy. Mình nhắc lại ha, khi anh em bấm auto thì nó cháy 100% hoài luôn. Tới khoảng 3 giờ sáng nó hết pin thì nó sẽ sụp xuống 50% và nó cháy tới sáng. Còn anh em bấm radar thì có người thì nó sáng 100%, không có người thì nó sáng 50% và nó sụp lên sụp xuống vậy đó, cho nên nó sẽ được sáng đêm nha. Đó, thì trong cái lúc này á, thì đang bảo anh em, cho nên mọi người mua đèn vào lúc này nhớ là về nhà đừng có xài liền mà cứ để sạc ngày 2 ngày cho đầy pin rồi chúng ta hãy xài nha. Ở chỗ mình bảo 4-5 ngày nay là không có một miếng nắng luôn,
Hồi sáng giờ mới có miếng nắng hơi hơi miếng được miếng này nè, được một miếng thôi. Và ai xài đèn năng lượng hay là hệ pin năng lượng bán điện gì đó rất là mong có những được cái nắng như thế này, chứ còn mà giống như năm 4 năm ngày nay là kể như là thất thu ha. Bởi những anh em mà xài đèn năng lượng thì những cái ngày này anh em đừng có bắt cái đèn xài, anh em nói ủa sao tự nhiên cái đèn của anh nó không xài được tới sáng mà anh quên là cả tuần nay có nắng đâu, phải không? Đó thì không có nắng làm sao sạc đầy bộ pin, thì không đầy bộ pin thì làm sao tới sáng, đơn giản thế mọi người đó. Cho nên mọi người hết sức là gọi là thông cảm nha, hết sức là thông cảm cho đèn năng lượng nó nhờ ánh sáng mặt trời mà. Đó cái đèn 60W của mình cũng vậy mọi người, ở đây mình thấy treo không? Đó thì những cái ngày 4 5 ngày nay á, thì nó luôn luôn là hết điện lúc khoảng 2 3 giờ sáng là nó tối sầm lại và nó cháy 50% tới sáng. Thì cái chuyện đó bình thường tại vì có nắng đâu, 4 5 ngày rồi có nắng đâu, bảo ha anh em, bảo ha. Thì sáng này mình đọc một cái bản tin là anh em mà đi chơi nghỉ dưỡng ở Phú Quốc nghỉ hè, anh em đi Phú Quốc mà trúng ngay cái kỳ bão hôm nay cả tuần lễ nè là ra ngoài ngồi chơi rồi đi về mọi người, chứ không có làm được gì, không có tắm biển, không có lặn biển, không có mò cua bắt ốc, không có sinh hoạt, không có cắm trại gì được hết mọi người. Đó là vướng bão anh em. Đấy thì bây giờ mình trở lại với cái đèn ha, mình sẽ bấm on này, đèn nó sẽ phát sáng lên, rồi chúng ta bấm auto, đèn nó cháy 100%, cháy hoài luôn, cho nó hết điện thì nó sụp xuống 50%, còn ta bấm radar thì nó sẽ cháy 100%, rồi ta ráng đứng im khoảng 5 giây thì đèn nó sẽ sụp xuống ha. Là thử test luôn cái chế độ đó ha, đèn nó sụp xuống chưa nè, chưa hả, bấm lại cái nữa nè. Đấy, nhiều khi rồi đứng ráng đứng im nha, ở đứng im đèn nó sẽ sụp, nó sụp xuống mọi người, nhúc nhích cái nó lên lại ha. Đó, ok on off ha. Rồi trước khi mà bỏ vô thùng thì mình không quên là mình bấm tắt nó. Đó, anh em cũng vậy, về nhà anh em gắn vô cây cây cột xong anh em nhớ bấm nút này một cái rồi mới dựng lên nha, chứ dựng lên rồi mà chưa bấm nút đó là lát nữa chúng ta rất là khó để bấm nút ha, leo lên bấm nút đó. Thì cũng có nhiều trường hợp vậy rồi. Thôi thì anh em nào đam mê cái này thì mình nhắc lại ha, bên mình để cho anh em là 1.130.000 cộng với phí ship nha anh em. Mình cứ liên hệ 076 687 4311 nha. Xin chào anh em ha, xem kênh Miền Tây Solar, nhớ để là một cái đăng ký kênh nha anh em. Xin chào anh em, hẹn gặp anh em ở những cái đèn tiếp theo.